chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Nhờ ăn ở phúc phần mà được trời thương Phật độ, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào đổ về như thác lũ, trả sạch nợ nần, hổ mấy cũng đổi đời đại gia. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đang có rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống của mình. Có nhiều người đã nói rằng họ đã rất cố gắng, nhưng mà cũng chẳng thể nào thành công, cũng chỉ vì thiếu đi một chút may mắn. Do vậy cổ nhân mới có câu là đức năng thắng số, chỉ cần bạn kiên trì đến cùng, cố gắng nỗ lực các bạn sẽ đạt được mong ước. Vì thế, hãy cố gắng nỗ lực mỗi ngày, rồi chúng tôi tin chắc chắn rằng sẽ có lúc quý vị thu hoạch được hoa thơm quả ngọt. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 9 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Làm sao để biết được thời điểm vàng hốt bạc? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu về những đặc trưng tính cách và vận số của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản Tân Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, Tân Hợi là những người rất thân thiện, hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu nhiều cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để có thể xây dựng cuộc sống ổn định, đủ đầy. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Tân Hợi chính trực, làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt, tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng. Có khó khăn, người tuổi Tân Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình, trọng nghĩa, đàng hoàng, thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Tiếp nữa, Tân Hợi 1971 bẩm sinh có suy nghĩ tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi li. Họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của tuổi Tân Hợi đa phần đều hiền hòa, nhẫn nhịn. Họ cũng không dối trá, quanh co, lừa gạt người khác. Về khuyết điểm, người tuổi Tân Hợi không kiên định, sống theo cảm xúc, khoan dung quá nhiều thành nhu nhược, đối với những người dối trá, lừa gạt, thiếu khả năng phân biệt đúng sai. Người tuổi Tân Hợi, bản chất tâm địa thiện lương, đối với người mới quen sẽ không có cảm giác không đề phòng, không có linh cảm ngờ vực, cũng vì vậy, họ dễ bị lợi dụng. Tân Hợi cũng rất ham chơi, không có chí tiến thủ vươn lên tầm cao mới. Họ còn có một khuyết điểm rất đáng chê trách, đó là hay gây sự, đùa dai. Mỗi khi đã định trêu chọc ai đó nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải khiến đối phương tổn thương mới chịu bỏ qua. Tuổi Tân Hợi 1971 thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sống cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đủ đầy. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Và sau đây, ta cùng vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của Tân Hợi sinh năm 1971. Trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Tân Hợi đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình mừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này dù làm việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Tân Hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hội nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu dễ dàng như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.
Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên thành sự thận trọng khiêm tốn để tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho hợi kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, con giáp này cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 9 năm 2024 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khắc giới của người độc thân khá dượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng vô cùng gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Tân Hợi nhìn trung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Dù vậy, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Tân Hợi thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của Tân Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhẹ bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy bạn có thể được cân nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù là việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đến lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên xa rời thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ và thực tiễn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi. Càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi đối diện nhiều khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà,
Nơi đây được coi là khu vực sinh tài dưỡng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà. Hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về mặt tình cảm gia đạo, bước sang tháng 9 năm 2024 âm lịch, nhân duyên của tuổi Tân Hợi khởi dưỡng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng. Nhờ tam hợp nhập mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá dưỡng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, đào hoa dưỡng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp, cần hết sức thận trọng, kiểm soát cảm xúc của mình, để tránh gây rắc rối. Trong mọi hành động, lời nói của bạn đều phải có chừng có mực, trái cây hiểu nhầm, hoặc hành sự theo cảm tính, để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của Tân Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Tân Hợi, ngũ ý thể trạng vẫn còn non yếu, không nên lơ là sao nhãn việc dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được tật bệnh. Đặc biệt tháng này có hương tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ xảy ra, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là bản trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Tân Hợi sẽ có một tuần bận rộn vất vả. Đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn trong tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Tân Hợi vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự phiền muộn sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng tuổi Tân Hợi được giải thần cát tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, quá hung thành cát. Nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu ắt sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của tuổi này cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, dưới xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hứa hên, lộ liễu, kẻo tên mất tật mang, chi tiêu cũng cần có kế hoạch. Đừng mua sắm quá đà theo hướng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang dưỡng vận: quý nhân thìn, mão; tiểu nhân tỵ, tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số phát tài: 12, 09, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc, có thể là lúc thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá dưỡng,
kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên cấm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi luôn bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi giả. Nhưng mọi chuyện đâu rồi trở lại vào đó, người độc thân vẫn phải mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Trong tuần sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Tân Hợi cần phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là sao nhãng. Kẻo ngã quỵ lúc nào không hay, ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao không cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, dần, mùi, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 22, 08, 96. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải lo đơn độc nữa. Làm việc gì, tuổi Tân Hợi cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, dù sự trợ giúp ấy khá nhỏ. Đôi khi chỉ là vài lời động viên an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi này được cải thiện rõ rệt. Dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút. Tài lộc trong tuần khá dượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi sẽ qua. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp, nhưng cũng không quá sóng gió, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền, chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng. Đôi khi vì quá mệt mỏi mà cả hai lười chia sẻ, dẫn đến tình trạng khủng hoảng vì không hiểu nhau. Nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa, mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, thân, dần, tiểu nhân, rửu, tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số phát tài, 33, 27, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Tân Hợi có các có hung đang xen, có cách thức song hành cùng cơ hội. Tuổi Tân Hợi vốn luôn lanh lợi, nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh. Nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Để biết và khắc phục những điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Tân Hợi dần dượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Để biến ước mới trở thành hiện thực, một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại, vì vậy hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn ở hiện tại. Công việc trôi chảy, đều đặn theo lịch trình đã định, không có đổi thay hay khó khăn gì, nên tuổi Tân Hợi cứ làm tốt việc ở công ty. Hết giờ là ra về, đầu óc thoải mái, không cần nghĩ ngợi, bạn không có cạnh tranh quá gay gắt, nên cũng có thể xem là bình yên. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Tân Hợi mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, bán hàng rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sức khỏe của bản mệnh tương đối ổn định, thể trạng thích hợp để đảm đương nhiều việc quan trọng, nhưng những ngày này thời tiết có nhiều thay đổi, cần đề phòng bệnh đường hô hấp, nhất là người có tiền sử bệnh suyễn. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, tuất, dậu, tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 22, 08, 06. Nhân sinh cảm ngộ. Tu tâm dưỡng tính và hãy biết rằng
nghịch cảnh cũng là một cơ hội mà vận mệnh mang đến. Trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ, không chút sức mẻ, chúng ta cũng chẳng thể được tất cả mọi người yêu quý. Có người thích, có kẻ ghét, có người mến thì sẽ có người bài xích. Ai cũng đều mong cả đời sẽ trôi qua suôn sẻ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Phật dạy, người sống trong thuận cảnh sẽ chẳng bao giờ thành Phật. Đời người nếu như luôn xuôi gió, xuôi nước, không gặp phải bất kỳ gợn sóng lận đận nào, vậy thì không thể gọi là cuộc sống. Nhưng đối với những người bậc quân tử, người có trí tuệ cao thượng, thì hết thảy những tổn thương đó không phải là trở ngại, mà là vận mệnh gây ra, mà đó chính là món quà Bồ Tát mang lại để thử thách cho chúng ta. Dù không phải khổ đau, nhưng nếu có thể trải qua khổ nạn thì tôi luyện được ý chí bền bỉ, đó mới chính là món quà quý báu mà cuộc sống ban tặng. Những kẻ tiểu nhân, kẻ ác tạo ra muôn trùng khó khăn, nhưng thực chất là giúp chúng ta tu hành, cho nên chúng ta cần phải mang lòng cảm kích nghịch cảnh. Không phải là bất hạnh, nên hãy bình thản đón nhận, mọi việc ta làm đều có trời cao chứng giám, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài. Đặc biệt, nếu ta có một tâm lý vui vẻ và lành mạnh, cũng là yếu tố then chốt để thay đổi vận đen và cũng là cách vượt qua nghịch cảnh. Khi vận số không suôn sẻ, thì vận càng đen, sẽ dẫn đến một dòng luẩn quẩn, vì vậy bạn phải kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay đổi thành tâm trạng tốt, thì niềm vui, bạn không vui, nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực, chỉ cần bạn kiên trì, tôi tin rằng bạn sẽ sớm thay đổi vận mệnh. Hãy tin vào chính nghĩa và có chánh niệm. Chính nghĩa và lẽ phải được nói đến ở đây là trong khi bạn đang tìm kiếm niềm tin của chính mình. Bạn không được có những lệch lạc về niềm tin, dẫn đến những tình trạng bất lợi như mê tín, tà giáo. Ví dụ, nếu bạn tin vào đạo Phật, bạn nên đến một ngôi chùa gần đó để thắp hương. Ngôi chùa là một thánh địa yên tĩnh, linh khí rất tốt để gột rửa tâm ô uế, mê muội, loại bỏ thông tin xấu, trở về với bản ngã để tìm được tâm thanh tịnh. Chỉ cần bạn vững tin vào thánh ý của Đức Phật, tin vào quả báo, nghiệp báo và buông xả tâm mình là sẽ bình yên. Đừng lo lắng và phàn nàn, bạn cần vững vàng trên con đường thay đổi chánh niệm. Một khi bạn làm được rồi, tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, bạn nhất định sẽ gặp nhiều may mắn và mọi việc suôn sẻ. Chọn bạn tốt, ít bạn nhưng phải chất lượng. Nếu bạn có những người bạn tốt chính là đang tiếp xúc với những người may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực, khiêm tốn và chăm chỉ, bạn không cần phải có quá nhiều mối quan hệ. Hãy kết thân với những người khiến mình cảm thấy vui vẻ, tích cực, phát triển và sử dụng năng lượng tốt của họ. Năng lượng tốt rất dễ lan tỏa và thay đổi hào quang của bạn. Nếu có được sự hợp nhất của từ trường may mắn, sau một thời gian dài, bạn cũng sẽ gặp được may mắn và thoát khỏi nghịch cảnh sớm. Con người khi gặp nghịch cảnh, thường là khi vận khí không suôn sẻ hoặc kém may mắn, là do nhân tố nào đó của bản thân và áp lực từ bên ngoài gây ra. Một khi những năng lượng tiêu cực này vượt quá năng lượng tích cực mà bạn có, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên mệt mỏi và bị cản trở và rơi vào nghịch cảnh. Đừng vì cá tính của mình mà từ bỏ bản thân và đổ lỗi cho người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn không may mắn, rất nhiều ý tưởng và phán đoán của bạn có thể sai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống và nghịch cảnh chỉ ra rằng, chúng ta phải chủ động có biện pháp, phát huy năng lượng tích cực của bản thân, sử dụng năng lượng tích cực của môi trường, cộng hưởng năng lượng tích cực của người khác, để cùng nhau vượt qua những năng lượng tiêu cực này. Chỉ cần bạn dám đương đầu với nghịch cảnh và vượt qua thất bại, tôi tin rằng bạn sẽ gặp may mắn. Những người đang gặp nghịch cảnh ơi, hy vọng bạn sẽ thoát ra khỏi bầu trời u ám của chính mình, càng sớm càng tốt nhé. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.